Hello, welcome back to my channel Start Scale Go. Các bạn của mình cần phá từ cái đầu tiên nha. Slenderia 2D. Còn một mẩu dậy nữa thôi, xem anh sáng gì không. Đây rồi, rất dài. Ở đây thì mình sẽ phải kiếm một chiếc chìa khóa. Đây rồi.
Ở đây có một cô gái và các bạn sẽ cùng cô gái này thoát khỏi ngôi nhà màng này. Are you okay? Who are you? Okay, I help you. Follow me. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, trong quest Horror 3. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Squid Game. Okay, let's go. Oh my gosh.
Ok, xong vậy đi rồi. Bye bye. So let's go. Tiếp tục là green light. Cái này thì khó hơn một chút nhưng không sao. Red light. Green light. Red light. Oh my god. Cẩn thận hơn. Green light. Sao không vượt qua được cái này? Rất là khó. Red light. Ok, không sao. Mình phải từ từ. Green light. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ tư. Ready and use your magic. Sẽ phải tìm 6 món đồ, sau đó thì sẽ cho vào trong 6 cái trụ này. Oh my god. Joey, what were you doing?
đâu thứ tư rồi chứ. Vào đây là món đậu thứ năm. Món đậu cuối cùng sẽ ở đường nào. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm. Scary Teacher vào đây. Let's go. Lại mới đầu có vẻ loát hơi chậm một chút. Mình sẽ vào lại xem như thế nào.
Lên, nhanh luôn. Hard at work. Yoo-hoo, sweetie. You're doing amazing. Oh, you fool. I'm playing you like a fiddle. Time for some self-care. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bên đi.
OK, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ice Cream One. Mình sẽ xem ai làm. Bao. Hôm nay quán cà phê thì ông Bao làm việc. Ở đây thì mình sẽ chui qua đường cống này và lấy đầy bình xăng.
mời các bạn sẽ lấy chiếc chìa khóa. Ok, sau đó thì sẽ trở về xe. Có thể là ông ta đang đến gần đây rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang là game cuối cùng. Ready, fight. Let's go.
KO. You win. Okay. Ready, fight! KO. You win. Ready, fight! KO. You win. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.